các khách yêu của Kami Skin, nay em xin giới thiệu chị Hồng Thiêu, một chị khách xinh đẹp trong hàng trăm vị khách xinh đẹp của Úc Trần. Sau khi sinh em bé đáng yêu, bụ bẩm, do thay đổi nội tiết tố nên da của chị ngày càng nhiều tai ngang, nám sạm hơn. Thật sự, điều này làm chị vô cùng mất tự tin khi gần chồng và vô cùng ngại ngùng khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Chị Thiêu vốn là một phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, vui tính, nhưng tàn nhang làm chị vô cùng vất vả trong việc điều trị khi đã dùng thử bao nhiêu cách cũng không khỏi. Mai sau, chị bắt gặp các chị em khác cũng trị khỏi tàn nhang, nám sạm, mụn thâm thành công nhờ Kami Skin nên chị quyết định dùng thử. Trời không phụ lòng người, không ngờ Kami Skin lại mang cho chị nhiều niềm vui đến như vậy. Da đẹp lên từng ngày, mỗi tuần chị Thiêu đều khoe da cho Úc Trần, da rạng rỡ, mờ tàn nhang nám sạm, sáng lên từng ngày, chị Thiêu hào hứng giới thiệu cho chị của mình nữa. Hàng tốt em không cần quảng cáo hay thuê hot girl vì tiếng lành sẽ đồn xa mà. Các chị ơi, chị Thiêu đã thành công dù chưa hết tháng hết lọ Kami Skin. Các chị có muốn xinh xắn rạng ngời như vậy không? Hãy inbox hình da, mọi việc cứ để em lo nhé.